nước nó thì nó cổ lâu rồi. Lúc trước bây giờ cũng đã chuẩn bị kết thúc rồi, cho nên là cũng nó xả tôi chuẩn đi ít bia. Thế lúc trước bây giờ bên nó đi trà hồng đi trà. Đấy, cứ tìm phong dư sẽ đời nhó rồng đi trà, thế mà nó sẽ bây giờ rồng đi trà. Lúc nào cũng tua thì chỉ bảo các hai trà thì cũng xả thì ta thấy trà su thì cô sáng thì tu chủ tịch xã này thì hãy ra đủ xe cho sao được nông vấn đề cũng nông này cũng bảo thả đó mà nếu hại đời thì cô là thái tiền nó là sinh tiền lúc xưa chỉ trong là làm nông tiền cho khó tiểu cú nhớ thì coi biết đâu thế chờ thì ở địa biên đông qua sinh lúc xưa trong cái trà hay nữa nào ngày nay họ tận đồng hết giờ chắc chắn gì chưa muốn đỡ thì chắc cũng nông câu đây là sinh tiền trong đời Hãy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.